Dạ em xin chào các anh chị. Nay em tiếp tục ra cái video này trả lời một số câu hỏi mà mấy anh chị hỏi em rất nhiều trong mấy ngày qua. Câu hỏi thứ nhất, mấy anh chị hỏi em là cây mai của mấy anh chị nó bị nở 30-40%, 50-60%, vậy thì trường hợp này nên tưới nước hay là nên giảm nước? Câu hỏi thứ hai, nó là trước cái ngày lạc lá như thế này nè, mình sử dụng humic như thế nào cho nó đúng cách? Câu hỏi thứ ba, mình chị hỏi em là trước và sau khi lạc lá mình có nên sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng Atonis không? Thì trong cái video này em trả lời ba cái câu hỏi này, mà ba câu hỏi này có rất nhiều anh chị hỏi em trong mấy ngày qua nha. Và mình chị hãy cố gắng xem hết cái video giùm em, rồi mình chị hãy bấm tặng thưởng cho em một like, và từ đây về sau mình chị bình luận hỏi em thì em sẽ hạn chế trả lời hết các anh chị, tại vì công việc của em từ đây đến Tết chắc là nhiều công việc rồi, không có sể. Với lại mấy anh chị hỏi nhiều quá em trả lời không có nổi, em sẽ hạn chế trả lời và em lựa ra những câu hỏi nào hay mà khán giả hỏi nhiều, yêu cầu nhiều thì em sẽ làm video đăng lên để cho anh chị em mình xem tổng thể luôn ha mấy anh chị. Mấy anh chị thông cảm giùm em, và mấy anh chị xem vào video của em, mấy anh chị hãy bấm tặng thưởng cho em một like để em có cái động lực ra nhiều video hay hơn, thực tế hơn cho mình, để cho anh chị em mình xem ha. Thì cái câu hỏi thứ nhất mà mấy anh chị hỏi á là mai của các anh chị đã nở 30-40%, còn lại 50-60% nụ còn lại chưa nở, thì ý mấy anh chị hỏi là nên tưới nước hay là nên giảm nước để cho những cái nụ còn lại này không nở tiếp nữa. Thì em xin thưa là mình tưới nước hàng ngày cho cây nha. Cái khâu tưới nước này em đã nói hầu như là muốn gãy cái lưỡi luôn á mấy anh chị. Tưới nước hàng ngày cho cây, không để cho nó thiếu nước. Thì mấy anh chị quan sát cái chất trồng trong chậu mai em nè, chậu nào như chậu nấy nước đầy đủ. Hiện tại giờ em đang làm video nè, là cũng gần 10 giờ trưa nè. Thì mấy anh chị quan sát chất trồng trong chậu em nè, lúc nào nó cũng có nước trong này, không để thiếu nước. Thì cách mà tưới nước á, nó tùy theo cái bộ tàn, bộ lá của cây mai mấy anh chị mà tưới. Nhiều trường hợp lá nó già, nó vàng, nó rụng từ đầu năm tới giờ muốn hết rồi, còn lại nụ thôi. Thì trường hợp này á là mấy anh chị nên giữ ẩm tốt cho em, không để cho nó khô, cũng không để cho nó dư nước. Trường hợp này mà tưới nước nhiều quá là nó bị thối rễ, rồi nó bị đen nụ, rụng nụ, hoặc là nín nụ ha, hoặc là chết cây mai. Tùy theo cái bộ tàn bộ lá mà tưới. Còn trường hợp nó nở vài chục phần trăm mà bộ lá còn y, còn xanh tốt như thế này, và còn rất là nhiều nụ chưa nở, thì trường hợp này mình tưới nước hàng ngày bình thường, ngày nào cũng tưới, mỗi một lần tưới là tưới đẫm ha. Còn cái bộ lá bộ tàn nó ít thì mình nên giữ ẩm tốt cho cây, không để khô và cũng không để ướt. Thì như nãy em nói, nếu như để ướt quá cho trường hợp này, lá nó không có mà để ướt quá là nó làm hư dễ cây mai ha, suy cây mai và chết cây mai, thậm chí nữa là nó bị đen nụ, rụng nụ, hoặc là lạc lá rồi nó cũng không cho bông được ha. Nguyên nhân là cái bộ rễ nó đã hư do mấy anh chị tưới nước sai cách trước đó ha. Còn cây nào mà tàn lá xum xuê thì vẫn tưới nước hàng ngày bình thường cho em. Thì tiếp theo nữa là em trả lời câu hỏi thứ hai ha. Câu hỏi thứ hai này cũng rất là hay, và câu hỏi thứ hai này cũng có nhiều anh chị hỏi em trong mấy ngày qua. Tại vì thằng humic này nè, em đã ra nhiều video trước đó rồi, khi em đăng video lên rồi em kêu mấy anh chị là nên tưới humic trước và sau khi lặt lá mai. Thì khi em đăng lên rồi, có một số anh chị nói là mai của mấy anh chị bị nở vài chục phần trăm, giống như nãy giờ em chia sẻ đó, thì mấy anh chị hỏi em là trường hợp này có nên tưới humic trước và sau khi lặt lá không, rồi những cái nụ còn lại nè, những cái nụ mà nó chưa nở nè, mình tưới humic vào liệu là những cái nụ này nó có khả năng nó nở không? Thì câu hỏi này cũng rất là hay. Thì trước khi vào vấn đề, em xin giới thiệu sơ về humic một cái. Đây là phân hữu cơ sinh học humic ha, có chức vụ là hạ phèn trong đất, giúp đất tươi xốp, rồi giúp cho bộ rễ cây mai mình nó phát triển. Khi bộ rễ cây mai mình nó phát triển rồi thì nó sẽ hạn chế rụng nụ, hạn chế hư vỏ chấu của nụ, hạn chế thối nụ ha. Thì humic này nè, nó giúp cho cái nụ mai mình á, giúp cho màu sắc của bông đậm đà hơn, cho cái nụ mai nó to khỏe hơn, là humic nó có công dụng như vậy. Thì khi em đăng lên rồi, anh chị đã bị nở vài chục phần trăm, mấy anh chị mới bình luận, mấy anh chị sợ là tưới humic vào những cái nụ này nó có nở hay không, ý mấy anh chị hỏi là như vậy. Thì em xin hỏi ngược lại một cái là trước đó mấy anh chị không tưới humic, vậy thì cái mai mấy anh chị nó có nở không? Mấy anh chị không tưới humic thì cái mai mấy anh chị nó cũng vẫn nở đúng không? Vậy thì mình kết luận rằng humic này nè,
nó đâu phải là cái nguyên nhân mà để làm cho cây mai mấy anh chị nó bị nở sớm đâu, đúng không? Mấy anh chị không tưới không biết, nó cũng vẫn nở thôi, nó cũng vẫn nở vài chục cây đó. Còn nhiều anh chị là cắt phân từ hôm tháng 9, tháng 10 vào thời điểm này lá nó già, nó vàng, nó rụng hết. Nó thì nó cũng vẫn nở banh sát thôi. Vì vậy mình cũng phải biết, mình phải bón làm sao cho cây mai mình nó cầm chừng đủ chắc. Cắt phân sớm quá thì lá mai nó già, nó vàng, nó rụng thì tất nhiên nó phải nở. Còn trường hợp mà mấy anh chị không tưới humic vào nó cũng vẫn nở thôi, nó cũng vẫn nở vài chục phần trăm đó. Cây mai của các anh chị nó nở sớm nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng mà cái nguyên nhân chính ở đây á, thì thông thường em thường gặp á, là mấy anh chị tưới nước cho cái chậu mai mấy anh chị nó không có điều độ. Cách một ngày mấy anh chị tưới một lần thì cái tình huống này nè dễ tạo ra cái độ sốc cho cây mai. Khi mấy anh chị đợi chắc chồng nó khô rồi mấy anh chị tưới lại nhấp nhử tưới lại một cái là bắt đầu nụ trên này nó bị sốc nè, nó dễ bị nở. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là do cái thời tiết khí hậu chỗ ở mấy anh chị nó khắc nghiệt, nắng mưa thất thường. Ví dụ như là buổi trưa nè nắng nè, bắt đầu chiều lại ống mưa nè, rồi sáng cái ống nắng, chiều mưa, nắng mưa thất thường, nó cũng dễ làm cho cái nụ mai mấy anh chị nó bị nở. Đó là nguyên nhân thứ hai. Dẫn nguyên nhân thứ ba nó là mấy anh chị bón phân phun thuốc dư đạm và lăng quá, nó cũng dễ làm cho cái nụ mai mấy anh chị nó bị nở. Còn humic này nó chỉ giúp cho cái rễ cây mai mình nó phát triển thôi, giúp hạ phèn trong đất thôi, rồi nó thêm những cái chất nho nhỏ để làm cho nụ mai mấy anh chị nó chắc khỏe no tròn thôi. Thì bây giờ mấy anh chị muốn tưới cho cây mai mình để hạn chế nó nở nữa thì mình phải coi nụ. Bây giờ nó đã nở vài chục phần trăm nụ già trong này hết rồi, mình xem lại những cái nụ bên ngoài nè, những cái cây đọt bên ngoài nó còn xanh như thế này không. Nếu nó xanh mấy anh chị tưới được bình thường. Tưới là vào để làm chi? Để cho những cái nụ mình nó chắc khỏe hơn, nó no tròn hơn tới ngày lặt lá. Từ đây tới ngày lặt lá cũng rất là cặn rồi, để cho tới ngày lặt lá nó lên được chút nào thì đỡ chút đó, mình nuôi những cái nụ còn lại nè cho nó đạt hơn. Còn bây giờ mấy anh chị không tưới humic thì cây mai mấy anh chị nó cũng vẫn nở thôi, với lại mình lặt lá rồi thì những cái nụ xanh này là nó không có đạt ha. Rồi còn cái trường hợp mà nụ mình nó đã già, nó đã dám rồi thì bây giờ mấy anh chị khỏi tưới humic cũng được. Mấy anh chị đợi tới ngày lặt lá tưới humic này nè, trước ngày lặt lá từ 10 đến 15 ngày cho em. Sau khi mình lặt lá rồi, đối với những anh chị miền Trung miền Bắc thì vẫn tưới humic được nha. 10 ngày tưới lần cho em, tưới loãng 1 gram cho 1 lít nước ha, tưới loãng. Mà đối với những anh chị ở ngoài miền Trung miền Bắc đã lặt lá rồi thì nên giữ chất chồng cho nó khô ráo thông thoáng. Muốn tưới humic thì phải để chất chồng nó khô ráo thông thoáng, mình tưới vào nó sẽ ngon ha. Rồi từ đó về sau mình nhấp nhá nước, mình canh nước, mình tưới nước là nó sẽ nở ngay Tết thôi. Còn lặt lá rồi mấy anh chị tưới nước nhiều quá là chất chồng trong chậu nó dư ẩm, bắt đầu nó nín nụ, thậm chí nặng nữa là nó bị hư rễ và chết cây mai ha, lưu ý giùm em. Thì nói chung humic này trước và sau khi lặt lá mình sử dụng đều được hết. Cũng như vườn mai của em đó, em đã ra nhiều video tưới humic cho mấy anh chị coi rồi đó, nó đâu có bị nở gì đâu. Một cây nó chỉ nở vài một hai cái bông gió thôi, vì vậy mình kết luận ra đâu có phải humic đâu mấy anh chị, đúng không? Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là mấy anh chị hỏi em, câu hỏi thứ ba mấy anh chị hỏi em là Atunis này nè, trước ngày lặt lá mình có nên sử dụng không? Thì trong lúc cây mai mấy anh chị nó có nụ như thế này nè, mà mấy anh chị phun Atunis vào lơ mơ là cắn lử liền nha mấy anh chị, tự dặn liền. Nó là cái loại kích thích, nó làm cho cái đọt mai mấy anh chị có thể là phóng đọt ha. Thống khi vào thời điểm này cây mai mình nó phóng đọt là bắt đầu nụ mình nó sẽ giảm chất lượng rồi, càng làm cho bộ lá nó khừ lại, không cho đi đọt nữa để cho nụ mình nó đạt hơn. Rồi cái thứ ba nữa, cái tác hại nữa là những cái nụ này nó có khả năng là nó nở luôn. Bởi vì phun vào thời điểm này đối với cây mai á, mà mình chơi Tết á, là thậm chí là nó tác hại nghiêm trọng lắm nha mấy anh chị. Atunis này em xin nhắc lại là em không có sử dụng nha. Còn trường hợp sau khi mình lặt lá mai rồi, đối với những anh chị ở ngoài miền Trung miền Bắc đã lặt lá mai rồi thì mấy anh chị phải xác định được cái ngày nào ở ngoài đó bung vỏ chấu rồi mình mới phun. Ví dụ như là ngày 20 tháng 11 ở ngoài đó bung vỏ chấu đi thì nó sẽ nở ngay Tết, đúng không? Nhưng mà tới ngày 20 tháng 11 rồi thấy cây mai mình nó không bung vỏ chấu thì mấy anh chị phun trên tàn cho em và tưới gốc cho em 1 đến 2 cử, phun tới đâu để ý tới đó, giờ mình mới quyết định mình mới phun hoặc là tưới cử hai. Còn trường hợp mà hiện tại giờ mấy anh chị mới lặt lá thôi, mấy anh chị sợ nụ mai mấy anh chị nín, mấy anh chị phun và tưới mãi Atunis vào thì nó làm cho nụ mai mấy anh chị cháy nụ, rụng nụ, hư nụ luôn, và thậm chí chết cái mai luôn ha. Mình phải xác định được cái ngày lặt lá. Em xin lỗi, mình phải xác định được cái ngày bung vỏ chấu là ngày nào. Ví dụ như em ở miền Tây Nam Bộ nè,
Cái ngày bung bồ chấu của em ở đây là ngày 22 và ngày 23. Rồi tới cái ngày 18, 19 em mới coi nụ mai em nếu mà nó chăm chơi chấm chắc như thế này, nó không chuyển mình, thì em có thể phun cho nó hỗ trợ nhẹ nó cử thôi. Thì tới ngày 23 bắt đầu nó sẽ chuyển mình thôi. Nếu như ngày 23 nó bung vỏ chấu hoàn toàn rồi thì thôi khỏi cần tưới, khỏi cần phun. Còn nếu mà tới ngày 23 mà nụ mình thấy nó lên chậm quá, mình có thể phun thêm cử thứ hai để cho ngày 24 nó bung vỏ chấu hoàn toàn hết, nó mới kịp Tết. Rồi, thì từ từ em sẽ giao video tiếp nữa ha anh chị. Rồi, anh chị hãy bấm tặng thưởng cho em like anh chị. Rồi, xin chào các anh chị nha.